Cá kiêu ly giả du hành thời gian trong thế giới cá. Nếu bạn từng nghĩ cá cảnh chỉ là những sinh vật lặng lẽ bơi lội, thì hãy gặp loài cá kiêu ly, những cá nhân đặc biệt trong thế giới nước. Những chú cá này không chỉ dễ thương mà còn sở hữu một cuộc sống đáng kinh ngạc, tự như những nhà du hành thời gian bé nhỏ với những bí mật thú vị mà không phải loài cá nào cũng có. Nguồn gốc du hành gia khắp mọi nơi. Cá kiêu ly, Killifish, có nguồn gốc từ mọi nơi trên thế giới, từ những con sông của châu Phi, Nam Mỹ cho tới các vùng đất ngập nước ở châu Á. Chúng xuất hiện ở những nơi mà bạn không nghĩ có thể có sự sống, từ sa mạc khô cằn cho tới những vũng nước nhỏ bé hình thành sau cơn mưa. Vậy loài cá kiêu ly làm gì ở đó? Chúng sống và chờ đợi, nhưng không theo kiểu chờ đợi buồn chán như bạn ngồi đợi xe bus. Cá kiêu ly là những chuyên gia trong việc thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Khi nước cạn đi, thay vì tuyệt vọng, chúng ngủ đông bằng cách chui vào lòng đất. Và không chỉ thế, trứng của chúng có thể nằm yên dưới lớp bùn khô trong hàng tháng, thậm chí là cả năm, để chờ mùa mưa tới và nước quay lại. Khi trời mưa, các em bé kiêu ly để lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, nở ra và sống vui vẻ như thể không có gì xảy ra. Thức ăn, ăn uống kiểu đại gia. Dù có thể sống ở những nơi điều kiện khắc nghiệt, nhưng đừng tưởng cá kiêu ly ăn uống thiếu thốn. Chúng khá kén chọn trong việc ăn uống đấy. Cá kiêu ly là loài ăn tạp, chúng không từ chối bất kỳ loại thức ăn nào, từ động vật nhỏ như côn trùng, sâu bọ đến thức ăn dạng bột mịn cho cá cảnh. Nhưng đừng quên rằng, loài này có khả năng sang chảnh khi ăn thức ăn tươi sống như Artemia, dùng hay cả loang quang, ấu trùng mũi, món khoái khẩu của chúng. Đặc biệt, vì chúng là những kẻ sống vội, cá kiêu ly có tốc độ sinh trưởng và phát triển rất nhanh. Vì vậy, việc cung cấp thức ăn đầy đủ và thường xuyên là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho cuộc sống ăn ngon mặc đẹp của chúng. Các chủng loại cá kiêu ly, mỗi nơi một vẻ đẹp riêng. Khi nói đến cá kiêu ly, không thể bỏ qua sự đa dạng về chủng loại. Có hàng trăm loài cá kiêu ly khác nhau, mỗi loài mang một sắc màu và vẻ đẹp riêng. Điển hình có thể kể đến. Số 1, Northern Rachovi, đây có lẽ là loài nổi bật nhất với màu sắc rực rỡ, một sự kết hợp hoàn hảo của đỏ, xanh lam và cam. Nhìn chúng, bạn sẽ cảm thấy như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật sống động. Số 2, Fandulan Garneri, một loài cá kiêu ly phổ biến khác với màu sắc tươi tắn không kém, với những đốm xanh đan xen trên nền đỏ. Số 3, Aphiomino Austro, loài cá kiêu ly này có màu sắc cam sáng và bộ vây dài duyên dáng. Chúng thường được gọi với cái tên Elaithithin kiêu ly, để bởi vẻ ngoài uyển chuyển như những dải lụa. Điều thú vị là, các loài cá kiêu ly thường không sống lâu, chỉ khoảng vài tháng đến một năm. Nhưng đừng buồn vì chuyện đó, vì cuộc sống ngắn ngủi của chúng chẳng hề nhàm chán mà ngược lại, rất sôi động và kỳ diệu. Tập tính sinh sản. Lập kế hoạch hẹn hò trước cơn mưa. Cá kiêu ly không chỉ là những du hành gia thời gian khi sống trong môi trường khắc nghiệt mà còn trong cả cách sinh sản. Quá trình sinh sản của chúng liên quan mật thiết đến chu kỳ nước của tự nhiên. Các loài cá kiêu ly ở vùng sa mạc hoặc vùng có mùa khô kéo dài sẽ sinh sản ngay trước khi nước cạn. Cá cái sẽ đẻ trứng vào bùn hoặc thực vật dưới nước, sau đó trứng sẽ ngủ đông trong suốt thời gian khô hạn. Khi mùa mưa đến, nước quay trở lại và trứng sẽ nở, đưa những chú cá nhỏ bé bước vào thế giới. Vì vậy, hãy tưởng tượng cảnh những quả trứng cá kiêu ly như những nhà thám hiểm dũng cảm, nằm yên dưới lớp bùn khô cằn, chờ đợi cơn mưa đầu tiên để bắt đầu cuộc sống mới. Quá trình này không chỉ xảy ra một cách tình cờ, mà là kết quả của sự tiến hóa và thích nghi tuyệt vời qua hàng ngàn năm. Bạn có thể thử tưởng tượng xem, nếu bạn là một quả trứng kiêu ly, bạn sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi trong bùn đất, chẳng có gì thú vị, để khi nước quay trở lại, bạn mới có thể bước ra và bắt đầu cuộc sống của mình. Cá kiêu ly. Những kẻ sống vội tuyệt vời. Cá kiêu ly đúng là loài sinh vật đầy bất ngờ với khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc. Chúng không chỉ sống ở những nơi khắc nghiệt mà còn có khả năng du hành thời gian với những quả trứng có thể nở ra khi điều kiện thích hợp trở lại. Với vẻ ngoài rực rỡ, chúng giống như những viên ngọc quý của thế giới nước. Dù cuộc sống của chúng ngắn ngủi, nhưng đó là một cuộc sống đáng sống, với những khoảnh khắc đầy màu sắc và sôi động. Vậy nên, nếu bạn muốn thử nuôi một loài cá khác lạ và có câu chuyện độc đáo, cá kiêu ly sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Chúng không chỉ là những sinh vật bé nhỏ trong bể cá, mà còn là những nhân vật chính trong câu chuyện về sự sống và thích nghi đầy kỳ diệu. Chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu để đọc và lắng nghe chia sẻ của tôi. Sự quan tâm và ủng hộ của bạn là nguồn động viên lớn lao, giúp tôi tiếp tục cống hiến và tạo ra những nội dung tốt hơn. Rất mong nhận được sự ủng hộ của bạn trong những dự án tiếp theo.